Toronto thuộc tỉnh bang Ontario, là thành phố lớn nhất Canada với dân số lên đến 5,5 triệu người, đông dân đứng thứ 5 của Bắc Mỹ. Địa hình của thành phố phần lớn là bằng phẳng, xen kẽ đó là một chút đồi núi. Nơi đây được đánh giá là một trong những thành phố đáng sống nhất thế giới. Thành phố là thủ phủ của tỉnh bang Ontario và là thủ đô thương nghiệp của Canada, là nơi đặt trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto và 5 ngân hàng lớn nhất toàn quốc. Toronto được Forbes xếp hạng là một thành phố toàn cầu hạng Alpha và đứng hàng đầu thế giới về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu. Toronto cũng luôn được xếp là một trong những thành phố dễ sống nhất theo xếp hạng của đơn vị tin tức kinh tế học và điều tra chất lượng sinh hoạt Mercer. Nằm trong khu vực cạnh hồ Ontario thuộc khu vực Vũ Đại Hồ, Toronto có diện tích 630 km², khoảng cách bắc nam tối đa là 21 km và khoảng cách đông tây tối đa là 43 km. Quần đảo Toronto và Portland kéo dài vào trong hồ, che chắn phần nào cho cảng Toronto ở phía nam đến lõi trung tâm đô thị. Thành phố có khí hậu lục địa ẩm, với mùa hè ấm và ẩm và mùa đông lạnh nên Toronto trải qua 4 mùa riêng biệt. Rõ rệt, do đô thị hóa và nằm sát hồ, Toronto có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá thấp. Không gian đô thị đông đúc khiến cho ban đêm ấm hơn quanh năm và trong mùa đông không lạnh như khu vực xung quanh, đặc biệt là ở phía bắc của thành phố. Tuy nhiên, thành phố có thể mát hơn đáng kể vào nhiều chiều mùa xuân và đầu hè do ảnh hưởng của gió thổi từ hồ. Những ảnh hưởng thủy vực quy mô nhỏ khác lên khí hậu Toronto gồm có tuyết hiệu ứng hồ, sương mù và trễ mùa. Ban đầu Toronto chỉ là một thị trấn nhỏ bao quanh khu vực hồ Ontario do những người châu Âu di cư đến và phát hiện vào khoảng những năm 1650. Tên gọi Toronto có bắt nguồn từ tiếng bản địa có nghĩa là nơi những cái cây mọc trong nước. Năm 1793, Toronto bị người Anh chiếm đóng và xây dựng nên khu đô thị lấy tên là Fort York. Khu đô thị được người Anh phát triển đến năm 1834 với dân số 9.000 người và đã được đặt tên là thành phố Toronto. Năm 1867, Toronto chính thức trở thành thủ phủ của tỉnh Ontario khi đất nước Canada giành được độc lập. Bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20, thành phố liên tục tiếp nhận các nhóm nhập cư mới, đặc biệt là người Đức, người Pháp, người Ý và người Do Thái. Tiếp nối ngay sau họ là người Hoa, người Nga, người Ba Lan và những người nhập cư Đông Âu khác, giống như người Ireland đến từ trước. Nhiều người nhập cư sống trong những khu vực tồi tàn đông đúc. Mặc dù có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, song cho đến thập niên 1920, dân số và tầm quan trọng kinh tế của Toronto tại Canada vẫn đứng thứ hai sau Moncton. Tuy nhiên, đến năm 1934 thì Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto trở thành Sở Giao dịch Chứng khoán lớn nhất toàn quốc. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, những người tị nạn hậu quả chiến tranh từ châu Âu và Trung Quốc đến Toronto để tìm kiếm công việc, cũng như các lao động xây dựng, chủ yếu là từ Ý và Bồ Đào Nha. Sau khi bãi bỏ những chính sách nhập cư dựa trên chủng tộc vào cuối thập niên 1960, người nhập cư đến Toronto từ khắp nơi trên thế giới. Dân số Toronto tăng lên trên 1 triệu vào năm 1951 khi ngoại ô hóa quy mô lớn bắt đầu và tăng gấp đôi lên 2 triệu vào năm 1971. Đến thập niên 1980, Toronto vượt qua Montreal để trở thành thành phố đông dân nhất và trung tâm kinh tế chủ yếu của Canada. Vì sao Toronto luôn nằm trong top bảng xếp hạng thành phố đáng sống? Toronto là một trung tâm quốc tế lớn cho các doanh nghiệp và tài chính. Thành phố tập trung rất nhiều các công ty môi giới, các ngân hàng, dịch vụ và các sàn giao dịch chứng khoán. Đây được coi là thủ đô tài chính của Canada. Thành phố luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng các thành phố đáng để học tập, làm việc và định cư. Là một thành phố đông dân và lớn nhất tại Canada, nhưng Toronto lại biết đến như một trong những trung tâm đô thị an toàn nhất Bắc Mỹ. Ngoài việc là một thành phố rất an toàn, Toronto còn là được mệnh danh là thành phố sạch sẽ nhất thế giới. Đường phố được quy hoạch có rất nhiều không gian xanh và thoáng. Bên cạnh đó, Toronto được ví như một thành phố toàn cầu bởi với gần 50% dân số của thành phố là người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì vậy, thành phố là một bức tranh sống động của nền văn hóa đa sắc tộc. Chưa có nơi nào lại có nhiều khu phố của các dân tộc như ở Toronto. Với một nền văn hóa đa dạng như vậy thì bạn không hề phải lo lắng mình sẽ lẻ loi khi tới với thành phố sôi động này. Khi đến với Toronto thì các bạn không phải lo lắng về vấn đề giao thông đi lại. Các bạn có thể dễ dàng đi lại trong thành phố bằng xe đạp, đi bộ, giao thông công cộng hoặc xe hơi hàng ngày. Những người sống gần nơi làm việc của họ thường chọn đi bộ hoặc xe đạp để đi làm, trong khi những người khác đi lại bằng các phương tiện công cộng khác. Đối với những người ra vào thành phố bằng đường hàng không thì hai sân bay quốc tế luôn sẵn sàng phục vụ hành khách.
Sân bay quốc tế Pearson cung cấp dịch vụ cho 82 quốc gia và hàng chục điểm bay đến Bắc Mỹ. Với sự đa dạng chưa từng có ở Toronto về các chương trình văn hóa và giải trí của mình, Toronto chính là trung tâm văn hóa của quốc gia. Hàng năm, Toronto tổ chức hàng loạt các sự kiện thể thao và nghệ thuật đẳng cấp thế giới. Là một thành phố có chất lượng cao nhất thế giới, chăm sóc sức khỏe, giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Toronto từ lâu đã là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho những người dân với việc tập trung hàng loạt các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm y tế, các bệnh viện. Chương trình Bảo hiểm Y tế Ontario là một trong những chương trình đảm bảo người dân có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tốt nhất với chi phí rẻ nhất. Người dân Canada rất chú trọng việc học tập và phát triển một hệ thống giáo dục tiêu chuẩn thế giới. Toronto là nơi có nhiều tập trung của nhiều trường nghề, trường cao đẳng, đại học đẳng cấp thế giới. Với sự phong phú và đa dạng về các chuyên ngành học, cùng với sự không ngừng nâng cao các chương trình giảng dạy, nâng cao kỹ năng thực tiễn cho hàng chục ngàn sinh viên để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Tất cả những yếu tố trên đã giúp Toronto trở thành trái tim của đất nước xinh đẹp Canada, là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.